52. Tâm bệnh kỳ lạ. Văn Quả Mật là một bé trai duy nhất trong gia đình em, cũng là cháu đích tôn đời thứ 9 dòng họ Văn. Khác hẳn với những bạn đồng lứa cắp sách đến trường, tung tăng chạy giỡn, tham gia các trận đánh cầu, đá bóng, v.v. Mà riêng em phải ở trong nhà dưỡng bệnh suốt khoảng 2 năm liền, từ lúc lên 13 tuổi. Vì theo lời bác sĩ bảo, tim em có thể ngừng đập bất cứ lúc nào nên rất nguy hiểm đến tánh mạng. Một hôm, em chợt phát hiện người chị lớn hơn em 4 tuổi đã trốn nhà đi quy y theo Phật giáo và còn mang về quyển sách Tiểu Sử Thiền Sư Độ Luân. Việc này chị em đã bí mật giấu kín vì gia đình em vốn là tín đồ Cơ Đốc giáo. Đọc xong quyển sách, trong lòng em cảm thấy rất kính phục vị sư trong sách, nên đã yêu cầu người chị dẫn em đi gặp vị thầy mà chị đã quy y. Nhưng chị em cứ khước từ mãi và bảo phải leo cả 300 bậc thềm đá mới đến chùa Tây Lạc Viên. Lúc đó bệnh tim của em chắc tái phát, chị làm sao gánh nổi trách nhiệm này. Từ ngày đó, em âm thầm đối trước ảnh ngài trong quyển sách mà đảnh lễ. 3 tháng sau, một hôm em đang lễ bái trong phòng thì thấy vị sư trong bức ảnh bước ra xoa đầu em. Vì thế, em nhất quyết đến Tây Lạc Viên bái kiến vị sư này. Cuối cùng, chị em đã cảm động bởi lòng thành của em, nên đồng ý dắt em đi. Lạ thay, khi lên núi, em không cảm thấy đau nhức ở tim chút nào. Hơi thở vẫn bình thường, không có một triệu chứng gì về bệnh tim cả. Từ đó, em thường lén nhà đến chùa lễ Phật. Đến lần tái khám, bác sĩ đã không ngờ được là bệnh tim của em đã không còn trong thời kỳ tình trạng nguy hiểm nữa. Dù em nghỉ học đã lâu, nhưng nhờ bản tính thông minh nên khi trở lại trường thì em vẫn học vượt hẳn bạn bè. Em tốt nghiệp trung học lúc lên 19 tuổi. Ngoài việc gắng sức học hành, em còn biết dùng công tu thiền và có thể nhập định bất cứ nơi đâu, kể cả trong phòng vệ sinh. Có lần tại Phật giáo giảng đường, ngài ngồi trên pháp tòa nhưng không thuyết một lời nào, mà chỉ có Quả Mật lên diễn giảng. Lúc đó thính chúng kê đầu to nhỏ trong tâm tỏ ý không phục, nghĩ: chúng ta đến nghe ngài thuyết pháp, chớ không phải đến đây để nghe thằng bé chưa đầy 10 tuổi này lên đài nói bá láp. Quả Mật có dáng người nhỏ thấp. Sau buổi giảng, ngài đã dạy: chúng ta thường chấp vào hình tướng bên ngoài, như vừa thấy không phải là pháp sư thuyết pháp, không luận là người đó giảng pháp đúng hay không đúng, liền sanh tâm phân biệt lập tức. Thực ra những lời Quả Mật đã nói đều cũng là những gì tôi muốn nói, vì em đã y theo tâm tôi mà thuyết đó. Ha ha ha,